Tới một chuyện rồi cả nhà ơi, mình ngồi trong này mà nghe mùi rượu hết nổi luôn à. Đây là siêu đầu bếp nướng chuột nha. Ôi sao còn lửa nhiều quá vậy? Mình nướng bên nó không cháy á bác Xuôi. Mình nướng bên không cháy trước đi, được. Bên cháy này là mình đừng nướng trước. Đây. Dạ. Đây. Đâu? Đây là chuột cống nhum nha các bạn. Đó. Được hai con đâu hơn ký rồi. Chỉ mình nướng phụ thêm cái phèo này lát nữa bác Xuôi sẽ nướng. Nó mau chín chưa đó. Dính già trong đó luôn rồi. Thì lửa này còn nó nhiều. Bác Xuôi dời qua phía này nè bác Xuôi. Cái già nó sao kỳ ta. Cắm nào nè, lù đó. Một bên là chuột, một bên là đèo heo nha. Đèo heo mà nướng thì thôi hết đường chạy luôn. Người già nè. Gì là chín nè. Nó nhanh chín lắm. Ôi gì là chín nè. Mầm chà lấy hai cái đi. Rồi bây giờ chuẩn bị lai gai rồi nè. Đây là chủ nhà. Đó. Chủ nhà là chuẩn bị trước thì khách mới dám vô. Đó. Tới cả nhà ơi, tới công chuyện rồi, bữa nay tới công chuyện nữa rồi cả nhà ơi. Đó. Cống ra, cống nướng, cống nướng. Để thịt heo nè. Giờ chính chính phần nào làm phần đó trước đi ha. Để thêm cái dĩa ra để. Chứ sáng giờ nó rung tay rồi. Tám với bà. Mày nhắm chơi được không? Năng nghỉ uống đâu có chịu. Bữa nay ông không có ổng ngồi đây rồi nó mất công nữa. Đó kìa. Coi nó. Thôi mình ngồi xong nghe chân ngõ người ta, chúng ta ngồi đây nó không nghe ngõ. Ờ đúng rồi. Vô vô chân cái ngõ thổi ra. Ờ. Cũng theo nữa tại. Ờ. Vô nội. Mồi bén không à cô chú anh chị. Bữa nay là tới chuyện nữa rồi đó. Đúng. Dạ nổ rồi dạ. Nổ văn phẩm ha. Nó hơi kho mẹ. Chim đâu quay chim? Có chim đâu quay. Thấy rõ ràng ha, không ăn không nhậu mà ăn ha. Phát hiện nha. Vô luôn tao ơi. Bên Facebook cũng đang nhậu nè. Kêu mấy giờ tao tám rồi. Tám bỏ chạy luôn thôi giờ.
Rồi anh ba thì vẫn còn ăn nướng nha cả nhà. Dạ. Giờ thì bắt đầu nhập tiệc lê gai nha cô chú chị. Mời kêu chở từ vô. Làm cái đó hả? Đổ cái thang rồi. Nhắm là thấy chưa? Thấy rồi. Nè, chuột cũng nhum nè. Chuột cũng nhum nè. Uống chưa ông mồi tới bụng liền đây. Ăn đi. Rồi ăn đi. Mồi ngay đó. Hello cả nhà nha. Hôm nay thì tới công chuyện nữa rồi. Mình bắt đầu lay gai, mời cả nhà chơi lay gai nha. Cầm cái ly lên tao bắt tính mà. Đâu lẽ vậy? Nói quá không mà không có cái ly gì nhau mà được. Dạ, mày đưa chi vậy? Cưng vô nô gồ lay á là cứ họ ấy cái đường là nó chỉ đường đi tới cho à. Cái này gì vậy? Ăn gian nước cấm là đi gì vậy? Nước lạnh. Nước lạnh hả? Là khi mình uống cái này mình ăn cái này mình uống vô ha. Này nước lạnh nha cô chú chị. Nó chơi với mời cả nhà nha. Heo nướng nè. Vô tao. Tao quánh lại không nổi giờ Ngọc Diệu nha. Cái hồi Ngọc Diệu tao điện cho hoài nó không vô mày xạo xạo mày à. Này không có chỗ để nha. Để lạc á. Đổ từ nó tên nọ tên nói cho với Tú kìa. Mở cái sạc nữa. Trời ơi nghe giọng bơ. Hồng đó. Hai ba lưới gót kìa. Cái dĩa bển này thẳng hả? Thằng Đức nó cái eo rồi. Ủa, nó đây hả? Cái đồ cũng thấy. Vô luôn đi. Không lẽ mày để tao xấu hoài á mày? Đưa kéo bữa ấy. Vậy rồi sao còn ăn? Cái nhấp đi. Đi bơi. Cái gì mày ăn gì hả? Dũng nó luôn rồi còn sao? Không cụ bé. Đẹp. Mày mặc cái giò mày còn đi què què không? Hết chưa? Hết đi. Tối quá trời. Hai người hết vậy? Một lên. Mày ăn lá. Sao tao thấy mày ngắn giống nhau. Thẳng kìa. Tao biết rồi, mày hồi nhỏ mày cũng bị chu đứt lên phải không? Bây giờ còn chu không? Hết. Cái đầu chọc lóc chu đứt. Ôi đẩy. Mày có gì cháu gì nữa đâu của mày á. An Giang. Mày có biết gì cháu gì nữa. Chi Tôn có chi Tôn An Giang. Để thôi. Mà nếu em bữa nào mà bỏ con đau mình. Thằng nướng mình ăn với ông nội mẹ tao bánh hề nào rồi sống nghe coi chú chị à. Rồi cháu không biết mặt mày đâu, đi nước trời đánh mày. Mày nói gì mày nhớ bà Năm mày đó. Bà Năm mượn cho mày ăn một cái cháy ông tôi vô nhà. Bà Năm mày nói tao hoài á. Lúc đó tao có chậm mắt mày á hả? Đâu mà nó muốn mày thằng trời đánh. Mày nói tao hoài á, bà Năm lầy của mày á, đụng má đến tao bẻ đầu mày á. Mày nói tao hoài á, bà Năm lầy của mày á, lúc đó tao có chồng rồi. Gì vậy?
ai biết con xuống thì về đấy. Biết lại mà không biết, ngồi từ sáng tới chiều vậy à. Ba số luồng đơn ta đọc á. Một một bốn trăm người này đâu 700 cái gì đó, không biết nữa, nhậu lại thì tao không biết, tao ngồi ngày nào vậy đó. Mày nói chứ mày á, năm lầy mày á, quánh mày á chứ xưng cơm á, tao hồi nào thì ở thừa tao liền. Ba cái cũng phải muối chua chua lắm thành không ăn ạ. Thì đấy, chua tới con bò cho mãi nha. Người thấy người chụp người chứ quá đầu. Con bò cho mãi phải không? Bò bắt đầu cái gia đình này nó không dám nói luôn nữa, thiệt luôn em á. Lại chúng tôi mình chạy phải chạy. Khô sang ngon chứ sang nó không có mặn đâu. Quay mặn đâu, nó mặn hạt này em quay chúng tới chứ rồi kìa. Mặn thì em không ăn. Hai ông quay chúng tới mặn. Biết quay nào mà thiệt. À rồi, nó dám nói tôi á, thiệt. Chuyện nhiều tới cũng chuyện rồi đó. Tùng lầy tới lầy rồi đó. Rồi hát ba ướp cái gì ngon. Dưới kẹt á, còn bột thôi. Đốt cho em là tiêu. Nói chuyện đi em chính. Em chưa thấy rồi đó. Em làm vô là em ớt mà. Tiêu, ớt. Bỏ tỏi. Nói thùng đúng gì anh. Mà chị đó có đồ vô á. Mấy con gùi nó không dám bu nữa. Khi đi về phơi khô quá chị. Dạ, trời ơi, dành ăn đó quý. Khô ngon. Hồi đó hả? Kêu ổng ở đây, nó chừng chưa khô. Giang mặn bò vậy hả? Khô chưa nữa. Sao? Thì chiên thử trước rồi đó. Đồ mà nó sai, con mặn nó sai. Bà cố chê luôn. Ồ, nó làm khô ngon à. Dạ, nó làm khô ngon. Thấy nó vậy đó. Chị thấy ăn khô, khô quá. Đặt cá cầu nghĩa mẹ. Nói uống bia là không ngon và ngon. Đó, mà ông ha. Ông ha. Tới đi quay em dâu rồi đó. Em dâu rồi, em dâu rồi. Em dâu rồi, em dâu ăn khôn không có mặn. Cô gái tóc xù. Không thể mà. Hèo. Giờ nhậu hết hết mồi chuột rồi nha. Giờ tới chuyển sang ổi nè. Khô khô có là khô có chạy nè. Khô nè. Khô nè. Khô kéo qua đây mặn cạo bên đây. Ờ cạo bên đây rồi bổ bên đây rồi da thịt rồi bên đây. Bướm á chị em dâu bạn dâu. Ờ chị. Chị. Chị ăn xài nè. Chạy cái đó. Bằng nguyên cái bằng của nó ra. Tính không ha. Từ ngày không tôi xài. Ví dụ bà đó ăn thịt tôi đó. Đúng không? Trong mai là nó chưa kêu đuối gì đó. Không thiệt, không thiệt mà. Cái ly đâu nữa rồi anh. Bia nè, uống ngon lắm. Đúng rồi đó, rủ cái này Tùng Lây. Ôi, Tùng Lây mới lóc cầm ly, ly nó hoài. Thì chắc quay lại chắc không có à. Tùng Lây mới lóc giờ. Cầm ly hoài luôn. Kìa, đang quay, đang quay là cầm cái ly hoài luôn hả? Ta đang tái cử, ta chưa, ta chờ rồi, thèm cũng muốn chết luôn. Lấy khô nó bỏ mỉa luôn. Bình thường đâu. Tốn nghĩa địa nãy giờ thèm cũng muốn chết nè. Còn có em á. Chị ơi, ơi kia mà miếng á. Mặn đã này kia nhỏ rồi chỉ. Quý vị ơi, không có ly, có cái ly mà quý vị ơi. Lúc đó có ai? Tùng Lầy chưa uống chứ quý vị ơi. Mau uống đi cho tôi mượn cái ly. Có ai đâu, có anh tôi. Nên nói chuyện. Anh đó. Ngon á. Ngon hết rồi. Cảm ơn em. Để uống gọi đi. Vậy con thưa ông, mới nên lấy ăn không chưa kìa. Ngon rồi, ăn hết rồi. Có anh em ra cái lò đó đó, em làm. Ủa, mẹ đang gầm đi quay đây kìa. Đó, 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 đây là nữ gì, gì ở gì miền Tây. Ghê chưa, thấy ghê chưa, con gái nó đâu uống rượu đâu. Nhưng mà vô ngồi rồi là quên quên trời quên đất á. Nhưng mà cái đó con người đứt ngồi luôn ha. Hút nhiều nữa bà con ơi. Ừ. Cắt ở chỗ rồi. Sao nó chai? Nè. Anh muốn giết tôi không? Ừ, ăn xài chị ngon chị. Anh à, đúng rồi đó. Nhưng mà anh đừng để cho yeah. Mà tôi thấy tội của anh. Tôi biết đó. Không nghe, có hơi anh giấu thương tôi lắm nha. Không, ngon cái lắm thôi. Xài này ngon cái lắm nha nha. Chết liền má, chứ không cho đâu. Rồi rồi. Chết mà xài nó ngon rồi nha, xài nó ngon chua. Ăn uống này đổi. Nó hơi chua chua vậy. Nó coi như thằng nữa, nó qua cái sáng tôi. Một đống này người ta tắt nữa. Không, là này ngon thiệt. Một dĩa rồi tắt đi nữa. Nó không có chua nhiều. Gì vuốt dữ vậy trời. Dạ. Gì vuốt dữ vậy? Nó ở hơi ra. Cho nó
uống thêm nữa. Uống thêm nữa ha. Tại vì tôi biết có con lùng nhậu, tôi nhậu không lại, ăn mồi không lại nó chứ không nhậu đâu. Tình tạc con nữa. Thôi đừng có nói thừa. Ơi đứng lại nói chuyện nha con nghe. Có tôi mà dám nhậu tôi mới cười. Trời trời, có tùm mới lóc rồi dính rồi. Bà dám nhậu cho bà chỉ luôn.